Ayoyo, chào mừng các anh em đã quay trở lại bản tin báo lá cải của lục địa Tây Bắc. Và mình vui mừng thông báo với các anh em là chúng ta đã chiến thắng 2 giải game mobile hay nhất và game phát triển liên tục hay nhất. Và chiến thắng này là dựa vào công sức của các anh em. Vì vậy cho nên là bắt đầu từ ngày mai cho đến ngày 14 tháng 12, mỗi ngày thì chúng ta sẽ nhận được 400 nguyên thạch, tổng cộng là 1.600 nguyên thạch. Ok, vẫn còn kịp thời gian cho những nỗ lực cuối cùng với là Abydos và Yola. Sau đó thì các anh em cũng đừng quên, chúng ta hiện tại đang có rất nhiều sự kiện cũng như là phần thưởng nguyên thạch. Ví dụ như là những ngày cuối cùng của sự kiện ảo ảnh dự bão tuyết, sự kiện chọc cậu vàng cực mạnh, hồ sơ Pantan Sago, huyện Võ Giả. Bạn sẽ đụng độ cùng với lại những chiến binh dễ thương giống như thế này. Và sau đó thì chúng ta sẽ có quả cầu Pokemon để bắt và bảo tồn những con pet rất là dễ thương. Và game cũng đã cập nhật danh sách những cái động vật hoang dã chúng ta có thể bắt được bằng cách hiển thị cái lưới ở trong thư viện sách sinh vật động vật hoang dã. Những ngày cuối cùng của sự kiện web cuốn sách nhà lữ hành. Và chúng ta cũng có một cái sự kiện web hoàn toàn mới, biểu diễn của bang Arataki bắt đầu. Tham gia câu chuyện để nhận phần thưởng nguyên thạch. Và bạn cũng đừng quên, chúng ta còn có thêm nhận phần thưởng ghép đội. Và nếu có thể thì các anh em bớt chút thời gian điền vào phiếu khảo sát để mà trong tương lai Genshin Impact sẽ phục vụ chúng ta tốt hơn. Và chỉ còn 4 ngày nữa thôi thì chúng ta sẽ kết thúc banner cầu nguyện 2 và tiến tới với lại banner nhân vật mới Ito. Theo các anh em nghĩ thì chúng ta sẽ có những nhân vật 4 sao nào? Chắc chắn là chúng ta sẽ có Goro rồi đúng không nào? Ngoài ra thì khả năng cao sẽ là Shang-Lin quay trở lại với chúng ta sau 5 tuần và Papara quay trở lại với chúng ta sau 9 tuần. Rất là lâu, thời gian rất là lâu. Có một điều khá bất ngờ đối với mình đó chính là Kojo Sara vẫn chưa quay lại sau 5 tuần. Và đi cùng với lại Ito thì chắc chắn sẽ là cây trấn, trọng kiếm xích giác phá thạch đào của anh ấy với sát thương bạo kích lên tới 88,2%. Nội tại tăng phòng ngự và tăng sát thương tấn công thường trọng kích dựa trên phòng ngự. Phải nói đây chính là cây vũ khí nâng tầm Ito với lại Noel lên một cái tầm cao mới. Và anh em nào mà main Ito cũng như là Noel, mình nghĩ rằng là các anh em không thể thiếu cái cây này rồi. Và đi cùng với là xích giác phá thạch đao, đó chính là cánh thiên không, một cái vũ khí rất là mạnh và dễ dàng sử dụng cho những cái nhân vật cung như là Tatalia, Fischl, Kojo Sara đều có thể sử dụng rất là tốt cây vũ khí này. Và trong cộng đồng Genshin Impact của chúng ta những ngày nay thì sôi sục với lại những cái màn chia sẻ hạnh phúc của những cái cặp đôi đã tìm thấy nhau nhờ vào Genshin Impact. Thật sự tuyệt vời làm sao. Tuy cũng có một số thất bại nhưng mà không sao, đó chính là cái biến số để mà chúng ta đi tìm lại một nửa đích thực của mình. Rõ ràng không phải là bởi vì sợ lệch ray mà chúng ta không dám triệu hồi, không dám khô máu đúng không nào các anh em. Và cuối cùng thì chúng ta hãy cùng đến với lại con quái vật mạnh nhất ở trong game hiện tại. Đừng có để vẻ ngoài dễ thương cũng như những cái màn đánh tấu hài của nó đánh lừa bạn. Đây chính là con quái vật mạnh nhất ở trong game hiện tại với cái lượng máu lên tới vài triệu, kèm với lại những cái kỹ năng tấn công khủng khiếp bay nhảy các kiểu. Phải nói là nó cực kỳ nguy hiểm chứ không phải là đơn giản. Và hiện tại cách dễ dàng nhất để mà đối phó với nó chỉ có một cách, đó chính là hãy đưa nó ra ngoài sông, hãy nhờ Jean hoặc là sử dụng đóng băng, nó sẽ hỗ trợ các anh em rất nhiều. Và đó chính là tất cả những cái thông tin chúng ta có ở trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn các anh em đã theo dõi. Còn bây giờ tạm biệt các anh em và hẹn gặp lại tất cả các anh em trong những nội dung sau.